Xin chào các bạn mọi miền Tổ quốc nha. Hôm nay mình sẽ báo giá các bạn con Vision 2022, tức là phiên bản màu xanh trước mặt các bạn đây và ba phiên bản màu nữa là màu trắng, màu đen và màu xanh xanh đậm nha anh em. Vậy thì con Vision có giá như thế nào vào ngày 20 tháng 11 tới đây? Thì anh em thấy là Vision là phiên bản bán rất là chạy về dòng xe tay ga. Tuy nhiên thì với một con xe nhỏ gọn và có một cái gia tốc tốt thì anh em thấy là việc bán chạy là điều dễ hiểu thôi. Ở trong đây có cái cốp cũng để chứa được rất là nhiều đồ, và chị em phụ nữ thì thường hay để túi xách và những vật dụng cá nhân. Bên cạnh đó, chiếc xe mang tới sự trọng lượng nhẹ và nhỏ gọn cho nên là rất là được ưa chuộng và dắt cũng rất là thoải mái. Bên cạnh đó có rất là nhiều phiên bản màu sắc để anh em lựa chọn. Tuy nhiên, phiên bản trước mặt anh em đây là phiên bản màu cá tính, nhưng mà nó có sơn một số cái chi tiết như là dàn áo, sơn lại gấp, và người ta gọi đó là phiên bản cá tính đặc biệt nha anh em. Đó, như vậy thì ở đây có một cái để thêm một cái đồ vật dụng. Và phiên bản trước mặt anh em đây là phiên bản khóa Smart Key nha. Phiên bản này chưa giấy tờ là 31 triệu nha anh em. Chưa giấy tờ, nếu như giấy tờ lăn bánh luôn là thêm khoảng 4 triệu 990 nữa. Tuy nhiên đó là phiên bản sơn độ lại là cộng 4 triệu 990, còn giấy tờ ở huyện thì chỉ có dao động khoảng 1 triệu mấy thôi, còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì dao động khoảng 3 triệu mấy đến 4 triệu nha anh em. Trước mặt anh em tiếp theo đó là phiên bản con màu trắng ngọc trinh nè anh em. Con này là con màu trắng và tất nhiên con màu trắng này là nó phiên bản cá tính nha anh em. Đó, như vậy thì Vision thì bán rất là chạy, tuy nhiên thì các phiên bản màu thì có nhiều để anh em lựa chọn, tha hồ lựa chọn luôn. Và tất nhiên trước mặt anh em là phiên bản cá tính với mâm màu bạc và yên sau là màu cà phê sữa, cộng với gấp là màu bạc màu trắng luôn nha anh em ha. Đó, tiếp theo con phiên bản trước mặt anh em đó là phiên bản con đen, đen này gọi là đen nhám nha anh em. Vì phiên bản đen nhám này nó là phiên bản đen nhám đặc biệt, vì trước đó nó có rất là nhiều phiên bản, trong đó có những phiên bản cá tính nè, phiên bản thể thao, phiên bản đặc biệt nữa. Vậy thì phiên bản đen cá tính này có gì đặc biệt thì nó chính là màu đen và màu nhám đặc biệt này thôi. Và nó có sơn luôn nguyên cặp vành mâm màu đen. Cuối cùng là phiên bản màu xanh xanh đậm nha anh em. Phiên bản xanh đậm này là phiên bản được anh em lựa chọn cũng khá là nhiều. Tuy nhiên thì phiên bản này là phiên bản xanh đậm đặc biệt nha anh em. Chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy cái phuộc và cái con heo dầu màu đỏ cũng như là phuộc sau màu đỏ, đó chính là đặc biệt. Đặc biệt thì nó có con heo dầu và phuộc sau màu đỏ nha anh em. Ok, vậy thì giá của nó dao động từ 30 đến 31 triệu chưa giấy tờ lăn bánh nha anh em. Nếu tại thành phố Hồ Chí Minh thì anh em cộng cho mình thêm khoảng 4 triệu 5 triệu, còn nếu mà tại huyện thì tùy nha anh em. Khoảng chịu mấy là anh em có thể dắt xe về và chạy vi vu đường phố. Chúc anh em thật nhiều sức khỏe và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo nha.